phải từ bài cái kia. Cái sản phẩm này nó giúp cho cái này rất là tốt cho những người hầu như nó có thể giúp được cho tất cả mọi người, tất cả mọi người vì cơ thể nó đều đều đang dành hơn chân vậy. Vậy còn cái điều này solution, cái này thì là nó có tác dụng gì ạ? Cái solution này á thì nó dùng cho ở cái gót chân. Những người mà anh thấy, những người anh gặp, những người mà bị da chai, da khô, bị nứt chân, anh xài cái này mỗi ngày 2 lần. Anh chỉ thoa lên, anh massage chút xíu mỗi ngày 2 lần. Sau 1 tuần anh sẽ cảm thấy một cái sự khác biệt rất là lớn, một sự khác biệt mà anh cũng không ngờ. Tại vì bây giờ á, theo em biết và cái lực ở Maryland này á, thì thường thường các Việt Nam họ dùng cái gọi là careless remover, cạo da thì họ đã cắm lâu rồi. Sau đó đầu người Việt mình ra một cái sản phẩm gọi là careless remover, mà chủ yếu cái chất lượng, chủ yếu cái chất liệu, chủ yếu trong đó nó là acid thật. Cho nên bây giờ Seiko họ đã cắm rồi. Có thể là nhiều cái điểm nêu. Cái tính acid của nó quá cao, cho nên nó làm cho mềm cái da chai, rồi sau đó mình mới chà nó ra được. Thì bây giờ Seiko nó đã cắm, họ mình nó đã cấm cái đó. Cũng có thể là một số tiệm nail họ chưa biết là cho nó sản phẩm nó bị cấm. Cho nên cái show solution này theo em nghĩ là một cái giải pháp tốt nhất cho ngành nail Việt Nam. Đối với hair beauty spa. Theo như anh nói thì là sức lên, nếu mà khách hàng xài thường xuyên sau 2 tuần lễ thì là cái đường khô đường đứt đó nó lành đi. Nhưng mà khi mà sức lên một lần đầu tiên như vậy thì khi mà cắt rờ vô có cảm giác gì không anh? Anh sẽ cảm được nó mềm hơn rất là nhiều, nó mịn hơn, nó mềm hơn. Đồng thời thì tôi xuống sinh đã giúp cho tất cả những ngành nail của mình hiện giờ là khi mình làm lên rồi 2 tuần sau thì những cái nứt nó sẽ biến lần đi, đồng thời những cái da mà dày đó thì nó lần nó sẽ mỏng lại, thì nó giúp cho những người hiện nay là khỏi cái bỏ công sức mà mình chà nhiều. Đó là quẩy cho mình rồi. Cảm ơn hai anh. Thì mình hy vọng là tất cả những cái sản phẩm này nó có thể nó giúp cho các anh chị em ngành nail, nhất là Việt Nam của mình làm nail rất đông, sẽ được bớt cực khổ mà lại có được uy tín với khách hàng. Tụi em có thể cái pedicure bình thường, nhưng mà bây giờ có thể có những sản phẩm này, anh có thể gọi là cái treatment spa pedicure. Mọi thứ như là nó tăng lên như thế là tới 10 đồng mỗi khi mình coi cái này. Vậy thì mấy anh thử, mấy anh giới thiệu về cái sản phẩm này như vậy, và cái sản phẩm này mấy anh giới thiệu lâu chưa và đã có tiệm nail nào áp dụng và được khách hàng ưa thích không anh? Cũng có một số tiệm nail bây giờ đã bắt đầu dùng rồi. Khách hàng phản ứng ra sao ạ? Thì khách rất là thích, đồng thời khách mà khi mình giới thiệu cái này rồi khách nó dùng thích rồi nó sẽ mua về nó dùng ở nhà thôi, cho nên mình có nhiều tiệm nail sợ là khi mà khách hàng của mình xài mà chân của họ tốt quá rồi họ không tới tiệm nail, và cái ý kiến đó có đúng hay sai không? Cái đó thật sự là cho cái nứt nó liền là thôi, nhưng mà khi móng chân nó mọc ra rồi nó sẽ ngứa thì nó cũng phải bắt buộc nó làm chân. Mình không sợ phải. Thì mình nghĩ là tất cả các khách hàng đều được đi ra ngoài và đều được muốn người khác service, và người Việt Nam của mình trước giờ cần cùng nhờ cái đó không anh? Đúng rồi. Cho nên họ sẽ không bao giờ họ bỏ cái sự service của người Việt Nam của mình. Và có lẽ là chắc họ cũng không tự cắt khóe chân mà họ cũng tự sơn được. Không tự sơn được. Cho nên phải cẩn thận em. Dạ. Rồi cảm ơn hai anh. Hy vọng hãy gặp được hai anh, và nhờ hai anh hy vọng được sản phẩm này sẽ giúp được nhiều cho ngành nail của người Việt trên nước mình.